Xin chào các bạn đang theo dõi truyện Quân Vi Hạ do Đam Mỹ Tường truyện thực hiện, chương 14. Đối với Thẩm Liên mà nói, cái việc có thể tiến vào Thái Miếu và đảm nhiệm chức vụ chủ trì buổi lễ mà không bị làm sao, thì cái việc thu hút quà gặp mặt này cũng chỉ cần tìm một cái lý do tốt đẹp nào đó rồi vào cung nịnh nọt một phen, khẳng định Thuần Đức Đế sẽ nhắm mắt nhắm mở mà cho qua ngay thôi. Sự tình quả đúng như Lâu Cảnh đã dự đoán, quà gặp mặt lần này được thu với khí thế hừng hực. Nhóm hương húy trong kinh thành cũng đua nhau mà cho vay tiền đến thuận tay, còn Thuần Đức Đế thì từ đầu đến cuối đều nhất trí không nói một lời. Nhất thời người trong kinh thành đều vui mừng hỉ hả, chỉ có nhóm quan viên phải đi vay tiền thì méo mặt không vui nổi. Nhưng dù là bên ngoài có ầm ĩ nhộn nhịp thế nào thì cũng không có can hệ gì với Lâu Cảnh. Hắn không hề tham dự mảy may vào cái đoạn mua bán này, chỉ có Vân Bác đi điều tra xem những quan viên nào phải đi vay tiền, đặc biệt là những người đến mượn tiền phủ quan quốc công, tất cả đều phải ghi chép lại cẩn thận. Đảo mắt một cái, mới đó mà đã tới 13 tháng chạp, Thẩm Liên đã thu được một đống quà gặp mặt nặng tay. Nhóm quan viên hồi kinh báo cáo công tác, có nhà ở gần đều vội vàng trở về, còn những người nhà quá xa thì chỉ có thể ở lại kinh thành mà chờ đón năm mới. Cuối cùng từng người bận bịu đã xong, bắt đầu an tâm để chuẩn bị hàng Tết. Sao ngươi không tham gia vào chuyện làm ăn kia? Tiêu Thừa Quân hỏi Lâu Cảnh, lấy tính tình của hắn với cái chuyện dễ kiếm tiền như thế này thì hẳn là cũng thò một chân vào tham gia chứ. Ta không có tiền. Lâu Cảnh lầu bầu, đem mặt chôn trước ngực của Mân Vương Điện Hạ. Không có tiền? Tiêu Thụ Quân ngạc nhiên mà hỏi. Không phải hôm trước ngươi vừa mới kiếm được một khoản lớn từ chỗ Thẩm Liên sao? Bây giờ sao lại không có tiền? Ngoài trời tuyết bay toán loạn, ngồi rất lạnh. Sau khi dùng qua cơm chiều, hai người liền chui vào trong ổ chăn. Tiêu Thụ Quân tựa người vào đầu giường đọc sách, Lâu Cảnh liền tự động tiến sát vào ngực của phu quân. Hơn phân nữa đều cầm đi đổi thành thương sao rồi. Lâu Cảnh vươn tay chậm rãi miêu tả hoa văn in ngầm trên áo của Mân Vương Điện Hạ. Các nhà buôn thương nhân giàu có thường đổi thương sao ở nạp lương, dân gian còn gọi là bạch điều, chỉ dùng để đổi lấy mấy thứ như diêm dẫn. Theo quy định thì một hai thương sao sẽ đổi được một diêm dẫn, một diêm dẫn trị giá nửa lượng bạc. Vào mùa đông không làm được muối mà đa số mọi người lại sốt ruột bán lẻ để lấy tiền mua sắm đón Tết, nên thương sao sẽ bị rẻ đi không chỉ một hai đồng. Lâu Cảnh vân vê ngón tay trên hoa văn hình rồng, thầm nghĩ nếu về sau được thay thế bằng nội sam màu vàng, trên mặt có thêu năm cái vuốt rồng, có lẽ sờ vào sẽ thú vị hơn. Nói cách khác, nếu trước đây thương sao có giá trị 5 đồng tiền thì bây giờ Lâu Cảnh chỉ cần dùng 1 đồng tiền là có thể mua. Sao lại lãi to đến vậy? Tiêu Thừa Quân giật mình ngạc nhiên. Bởi vì trong kinh doanh muối kiếm tiền rất là tốt, cho nên cái nhóm thương nhân giàu có thường rất muốn nộp thuế bằng thương sao. Nhưng nếu thương sao lại giảm giá đến vậy thì sau này còn có ai muốn nộp thuế nữa bằng cách này? Phỏng chừng sẽ trực tiếp đổi thành ngân phiếu để nộp lên triều đình. Mà đến lúc đó quan phủ lại phải dùng bạc để mua lương thực, nếu phải trải qua hai lần chuyển đổi như thế sẽ lãng phí không ít tiền thuế và lương thực. Bạch điều thì nhiều nhưng lại thiếu diêm dẫn, mà mấy năm gần đây muốn đổi diêm dẫn cũng không phải là chuyện dễ. Lâu Cảnh khẽ cười mà nói, huống chi nạp lương ở Giang Nam đổi thương sao lấy rất nhiều, nhưng đến mùa đông thì các cánh đồng muối lại không sản xuất được muối, diêm thương liền báo nguy, tự nhiên diêm dẫn cũng không đổi được. Phần lớn các giỏ muối ở phương Bắc đều tích trữ rất nhiều muối, nạp lương đổi diêm dẫn lại không nhiều lắm, còn ở Giang Nam thì ngược lại. Hơn nữa, nếu muốn đổi bạch điều thành diêm dẫn thì cần có cấu kết quan lại, cho nên thương nhân ở phía Nam cũng hết cách, không thể nào đến được với quan phủ ở phương Bắc. Chính vì thế mà đã tạo thành tình cảnh bạc điều vào mùa đông ở Giang Nam lại giảm giá đến như vậy. Quan viên quản lý muối làm việc kiểu gì mà để nó hỗn loạn như thế? Tiêu Thừa Quân cao mày mà buông quyển sách ở trên tay xuống, thở dài thật sâu. Cũng không tới mức đại loạn. Lâu Cảnh vươn tay so so mấy cái nếp nhăn vừa hiện lên trên trán của Tiêu Thừa Quân.
Vì hiện tại đang là thời cơ tốt, nếu chờ đến đầu xuân, phỏng chừng bạch điều sẽ tăng đến giá trị gấp 2-3 đồng đấy. Sở dĩ hắn gấp gáp quyết định kinh doanh muối như vậy, không chỉ bởi vì vào cuối đông thương sao đang giảm giá mạnh, mà càng quan trọng hơn là vài ngày trước, trưởng quầy ở Tấn Châu đến đây đối chiếu sổ sách và nói cho hắn biết là đã mua chuộc được quan viên quản lý muối mới được bổ nhiệm về Tấn Châu. Bây giờ Tấn Châu lại đang tích trữ rất nhiều muối, chỉ cần cầm bạch điều đến đó là có thể căn cứ theo tiêu chuẩn cung ứng mà đổi dinh dưỡng cho hắn. Tiêu Thụ Quân nghe vậy hơi nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt bàn tay đang đảo lộn trước mặt y. Vậy khi nào ngươi đem bạch điều đi đổi dinh dưỡng? Là ngày mai. Lâu Cảnh trầm mặt một lát. Ngày mai ta sẽ đi Tấn Châu một chuyến. Chuyện lớn như thế này, một cái trưởng quầy không thể nào đàm phán ổn thỏa được. Hắn phải tự mình đến đó gặp cái người quan kia. Ngày mai hắn sẽ đi Tấn Châu sao? Tấn Châu cách kinh thành không xa lắm, cưỡi ngựa liên tục thì khoảng 3 ngày đường là đến Tấn Dương, phủ thủ của Tấn Châu. Nhưng mà đã sắp đến năm mới rồi, Lâu Cảnh lại phải rời khỏi kinh thành. Đi mấy ngày thì về? Không chút nghĩ ngợi, câu hỏi đã bật ra khỏi miệng, Tiêu Thừa Quân liền ngây ngẩn cả người. Lâu Cảnh ngẩng đầu mà nhìn Mân Vương Điện Hạ, sâu trong đôi mắt của y là một chút u buồn không nỡ chia xa. Hắn liền nhịn không được mà cong cong cái đôi mắt, tiến đến gần nhẹ nhàng hôn lên môi y. Chỉ khoảng 10 ngày mà thôi. Ừ, Tiêu Thừa Quân lên tiếng. Mặc dù bọn họ không còn là phu thê, cũng đã tách ra sống riêng, nhưng căn bản vẫn gặp nhau mỗi ngày. Bây giờ đột nhiên phải chia xa, nhất thời liền cảm thấy có chút luống cuống. Vân Vương Điện Hạ không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể cầm lấy cái quyển sách trên chăn, giả bộ chăm chú mà đọc. Lâu Cảnh chớp chớp mắt, vươn tay giật lấy cái quyển sách tinh tai của Tiêu Thụ Quân. Kinh thi thì có gì mà hay, chúng ta xem cái này đi. Nói xong hắn tựa vào ngực của Mân Vương Điện Hạ, mở cái quyển sách khác ra, rồi chỉ một trang ở trong đó. Tiêu Thụ Quân tựa càm lên đỉnh đầu của người trong ngực, nhìn thoáng qua cái quyển sách tinh tai, nhất thời lúng túng không thôi. Xem cũng không phải là không xem, nhưng trang sách Lâu Cảnh mở ra chính là một bức tranh thủy mặc. Bên trong vẽ một nam tử đang ghé người vào đầu giường, một nam tử khác đang xâm nhập từ phía sau. Nguyên Lan, chúng ta phải xa nhau đến tận 10 ngày, ta sợ là ta sẽ nhịn không được, nửa đường lại chạy về. Lâu Cảnh đặt quyển sách trước mặt Tiêu Thụ Quân, nằm úp sấp lên trên người y, dùng đầu gối chậm rãi cọ sát bên trong bắp đùi của Mân Vương Điện Hạ. Này, hô hấp của Tiêu Thừa Quân có chút kìm hãm, thân thể cũng dần dần nóng lên. Lâu Cảnh tà tà mà cười, ném cái quyển sách tinh tai xuống, tiến đến bên tai Mân Vương Điện Hạ, nhẹ giọng mà hỏi, tư thế vừa rồi, phu quân đã nhìn rõ chưa? Tiêu Thừa Quân bị hắn chọc cho có chút quẫn bách, vươn tay đẩy hắn ra. Không có, không quan trọng. Lâu Cảnh thò cái móng vuốt vào bên trong nội sam của Tiêu Thừa Quân, ta xem rõ là được rồi. Tiêu Thừa Quân còn định nói gì thêm, lại bị Lâu Cảnh hôn lên môi. Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần thì mới phát hiện quần áo trên người đã bị quăng từ phương nào rồi. Tuy nhiên bên ngoài rét lạnh với gió tuyết bao phủ khắp nơi, nhưng ở trong phòng lại là một mảnh ấm áp. Bếp than bằng đồng đang cháy hừng hực, màn che lụa đỏ mềm mại, hai người nằm trên giường cùng đắp chung một cái chăn. Một khung cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này, nếu không làm vài chuyện vui vẻ thì chẳng phải là rất có lỗi với tuổi trẻ hay sao? Chậm, chậm một chút. Tiêu Thụ Quân ghé vào trên gối, bị người phía sau va chạm không thương tiếc, thân mình mềm mại cọ sát không ngừng lên chăn đệm, nhất thời có chút chịu không nổi. Lâu Cảnh cúi người cắn cắn lên cái cổ trắng nõn nà kia, động tác quả thật chậm lại, từ từ rút ra, sau đó đột nhiên lại đâm mạnh vào đến tận gốc, luân phiên thâm nhập vào cái địa phương mà sâu nhất. Tiêu Thụ Quân nhìn không được mà cong người lên. Lâu Cảnh lại không để ý tới, hai tay giữ chặt thân mình của Tiêu Thụ Quân, thỉnh thoảng lại trêu chọc cái lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của y, vần về đùa nghịch hai cái viên tiểu đậu, một chút mà lại xâm nhập thật sâu vào thân thể của Mân Vương Điện Hạ. Tiêu Thụ Quân nắm chặt cái gối bên cạnh, trong thanh âm run rẩy không thể khống chế được.
Tra tấn người dưới thân như vậy trong chốc lát, Lâu Cảnh dừng lại hôn Thái Dương tràn đầy mồ hôi của y, sau đó lại nhanh chóng bắt đầu một dòng mới. Biết là ngày mai phải xa nhau, Lâu Cảnh liền nhịn không được mà muốn nhiều hơn mấy lần. Chờ tới khi hắn yên ổn trở lại thì Tiêu Thụ Quân đã mệt đến mức sủi lơ ở trên giường rồi. Lâu Cảnh ôm người run rẩy không dứt ở trong lòng, dịu dàng mà vuốt ve cái thân thể ướt đẫm mồ hôi của y. Bỏ nó ra đi. Tiêu Thừa Quân không thoải mái mà giật giật người. Cứ để thế này một lúc, Lâu Cảnh lười biếng mà cọ cọ vào cổ của Tiêu Thừa Quân, tham luyến không muốn buông tay. Mệt mỏi thì ngủ đi, lát nữa ta sẽ lao người cho ngươi. Tuy rằng cơ thể rất mệt mỏi, nhưng Tiêu Thừa Quân lại tuyệt không muốn ngủ. Kỳ thật, ngươi không cần phải sốt ruột kiếm tiền như vậy. Ta có tiền mà không kiếm thì mới là kẻ ngốc. Lâu Cảnh chuyển vị trí của người nằm trong lồng ngực một chút, lại khiến cho y phát ra vài tiếng rên rỉ vụn nhỏ. Ta sẽ đúng mực, ngươi chỉ cần làm việc mà mình phải làm thôi. Tiết rơi lả tả không ngừng suốt mấy ngày nay, Tấn Châu còn rét lạnh hơn kinh thành. Chạy qua chạy lại 10 ngày, đã thế còn phải cưỡi ngựa. Tiêu Thừa Quân thật không yên tâm, gọi Thường Ân đến mang chiếc áo choàng long cáo được làm từ năm kia đến đây để Lâu Cảnh mặc vào. Lâu Cảnh nhận lấy chiếc áo tròn dày và mềm mại, nghiêng người xuống mà hôn hôn lên mặt của người trên giường. Ở kinh thành, mọi sự phải cẩn thận, ta sẽ nhanh chóng trở về. Ngày 14 tháng Chạp, trong triều bỗng nhiên đề cập đến việc lập tân thái tử. Đã gần hết một năm, để đầu xuân năm mới thuận lợi lập tân thái tử, vậy thì nên định ra ai sẽ là người lộc trong năm nay. Một người thượng tấu nói. Thuần Đức Đế nhíu mày, các ngươi cho rằng trong các hoàng tử ai là người có thể nhận trách nhiệm lớn lao này? Nói xong, ánh mắt liền đảo qua cái vị trí của Tiêu Thừa Quân, thấy y một bộ lù lù không động liền dời đi, lại nhìn về phía triều thần. Đại điện rộng lớn lập tức im phắc. Lập thái tử không giống như trò đùa, một câu nói sai chính là vạn kiếp bất khuất. Mặc dù nhóm cụ thần đã sớm lên kế hoạch từ lâu, nhưng không một ai dám dễ dàng nói ra. Thuần Đức Đế liền lạnh mặt, mới vừa rồi những người này còn ồn ào tranh luận khí thế ngất trời. Thế quái nào mà bây giờ lại trở thành người câm hết rồi? Mọi người không khỏi nhìn về phía tả tướng Triệu Đoan. Từ khi Hữu Thừa Tướng đã phán đoán sai lầm mà đề ra cái việc thu lao dịch làm phật lòng Thuần Đức Đế, thế lực tông triều của Tả Thừa Tướng liều cường thịnh hơn trước không ít. Triệu Đoan lại rũ mắt một bộ dáng, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến ta. Triệu Ái Khanh, ngươi nghĩ thế nào? Thuần Đức Đế tự nhiên đem phản ứng của quần thần xem vào trong mắt, lên tiếng mà điểm danh hỏi Triệu Đoan. Tả tướng bất đắc dĩ mà bước ra khỏi hàng, trầm ngâm một khắc rồi mới nói. Y theo tổ chế thì phải lập hoàng tử bên người hoàng hậu. Hiện nay cơ thể Tĩnh Dương yếu nhược, không thể đảm nhận chức vị thái tử. Vì thế thần cho rằng nên lập tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử là người quá mức ngay thẳng, chỉ sợ. Triệu Đoan vừa mới nói xong, liền có quan viên tiến lên nghi ngờ. Thái tử lấy ngu dốt mà bị phế, hiện giờ tứ hoàng tử lại không có công lao gì, đột nhiên lập thái tử thì có gì để thiên hạ kính phục? Hành bộ thượng thư lên tiếng nói. Muốn nói lập tứ hoàng tử là danh chánh ngôn thuận, có trách thì chỉ trách đạo chiếu thư phế thái tử kia. Nói là bởi vì Tiêu Thừa Quân ngu dốt, không thể làm trụ cột chống đỡ lãnh đạo đại dục, cho nên bây giờ muốn lập tân thái tử thì người đó phải thông tuệ hơn Tiêu Thừa Quân mới được, ít nhất cũng phải có một công lao gì đó để còn thuyết phục được người trong thiên hạ. Nhưng mà nếu không lập tứ hoàng tử thì sẽ lập ai? Ai có năng lực đó? Đại hoàng tử vừa mới bị phế, tự nhiên không có khả năng phục lập. Nhị hoàng tử chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, còn có tin đồn là thân thể yếu ớt, nhiều bệnh từ nhỏ. Còn tam hoàng tử thì lại không được nuôi bên người hoàng hậu. Y theo tổ chế thì hắn không có tư cách làm thái tử. Thần cho rằng tam hoàng tử có tư cách thượng giai, chỉ tiếc là không được nuôi dưỡng bên người của hoàng hậu. Người vừa nói chuyện chính là thị giảng của các hoàng tử. Từ xưa đến nay, thái tử đều chọn từ người hiền tài mà lập. Quy củ của tổ tông, há có thể vi phạm? Thần cho rằng nên lập tứ hoàng tử. Hoàng thượng, thần cho rằng
Trên triều đình lại bắt đầu ồn ào tranh luận không ngớt. Tiêu Thụ Quân nhìn thoáng qua Thuần Đức Đế đang trầm mặc không lên tiếng. Căn bản là cái việc này không có gì để tranh luận. Lần này Phụ Hoàng làm như vậy, đơn giản là vì hắn muốn lập tam hoàng tử, nhưng không tìm được lý do, yêu cầu triều thần tìm cho hắn một cái lý do chính đáng mà thôi. Tiêu Thụ Quân rũ mắt, không tính toán tham dự vào trong đó. Hiện giờ, thế cuộc trong triều còn có thể khống chế, y sẽ không để cho mưu tính của Trần Quý Phi được thực hiện. Tam hoàng tử muốn làm chủ Đông Cung ư? Không dễ dàng như thế đâu. Còn về việc lập ai làm thái tử, quan viên trong triều khắc khẩu nhiều ngày cũng không đưa ra được một cái định luận nào. Tấu chương giống như bông tuyết ngoài trời, xếp thành từng sắp một mà ào ào đổ về ngự thư phòng, khiến cho Thuần Đức Đế chỉ nhìn thấy thôi là đã đau đầu rồi. Hiện giờ đang là cuối năm, sự việc trong triều phải xử lý rất là nhiều, lại thêm đóng tấu chương này dày cộm, muốn để chết người, hắn cảm thấy thật quá phiền phức. Đặc biệt là lại bộ thượng thư Dương Hữu Đình, một người vốn cứng nhắc đến cực điểm, lần này có người đề cập lại muốn lập tam hoàng tử, xem như đã đụng đến cái lão già mà cổ hủ sắp nổi móc lên được này. Mỗi ngày, hai phần tấu chương, mỗi bản đều viết lưu lót đến mấy ngàn từ, lúc lâm triều còn nhất định phải đứng ra nói về tổ chế hơn một canh giờ, cố tình người nọ lại là tiên sinh dạy học cho Thuần Đức Đế khi còn là thái tử, cho nên dù Thuần Đức Đế có tức chết đi nữa, cũng không thể bạo phát, chỉ có thể cắn răng mà ngồi nghe. Kéo dài suốt mấy ngày liền như thế, cuối cùng Thuần Đức Đế cũng không thể nhịn được nữa. Lập thái tử không phải là việc nhất thời, để năm sau rồi hãy bàn lại. Lúc này mới dừng lại được cái chuỗi ngày tranh luận ồn ào của quân thần, được mấy ngày yên tĩnh. Tuy nhiên, sau sự việc lần này, người chưa từng được chúng thần coi trọng, tam hoàng tử bỗng nhiên trở thành ứng cử viên chạm vào là nóng bỏng trong tay của vị trí thái tử. Huống hồ, chuyện giờ Trần Quý Phi đang là người được Thuần Đức Đế sủng ái nhất, gia thế của Hữu Thừa Tướng lại lớn, vì thế có không ít người chạy đến làm thân với lại Tiêu Thừa Đạt. Đối với sự việc này, Tiêu Thừa Quân chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, mỗi ngày đúng hạn vào triều, không nói lời nào, hạ triều liền trở về phủ, ngồi trong thư phòng an tĩnh mà đọc sách. Cửa lớn của phủ Mông Vương vẫn lạnh lẽo như trước, đang trong dịp cuối năm mà nơi này vắng vẻ đến mức có thể giăng lưới bắt chim. Tuyết rơi ít dần rồi lại tạm ngừng rồi lại tiếp tục rơi, gió mùa thu bắt ào ào không dứt. Ban đêm phải đốt nhiều than hơn, nhưng mà vẫn cảm thấy lạnh rét như trước. Tiêu Thiệu Quân nằm trên giường lớn trống trải, nghiêng người mà nhìn cái đôi gối có thiêu uyên ương hí, thủy bằng kim tiến, lặng lẽ vươn tay ra, chậm rãi vuốt cái chỗ trống lạnh lẽo ở bên cạnh. Người kia đã rời kinh được 8 ngày rồi, từ kinh thành đến Tấn Dương là ngàn dặm xa xôi, trời lại đổ tuyết lớn liên tục. Không biết một đường hắn có đi liệu có bình an hay không. Cánh tay được phủ bởi một lớp áo mỏng rất nhanh đã bị lạnh cống. Tiêu Thừa Quân đem tay về trong chăn, nhìn vị trí bên cạnh mà sững sờ, thở dài một tiếng, nghe tiếng gió rít rào thay lương ngoài cửa sổ, khép lại hai mắt. Ngàn dặm đường tuyết, người bình thường roi da thúc ngựa mà đi liên tục thì cả đi lẫn về cũng mất 6 ngày. Nhưng Lâu Cảnh cưỡi hãng quyết bảo mã nên có thể giảm đi nửa ngày, tức là hai lần đi về sẽ tiết kiệm được một ngày. Đến nơi gặp gỡ viên quan quản lý muối, xử lý sự tình thỏa đáng xong xuôi thì cũng đã quá ngờ ngọ. Hắn không ở lại nghỉ ngơi mà vội vã rời đi ngay, có thể tiết kiệm thêm được nửa ngày nữa. Lâu Cảnh mang theo một thân phong sương trở lại kinh thành, đi thẳng đến phủ Mân Vương, thay một cái chiếc áo khoác ngoài đã bị kết băng. Hắn ngồi trước một cái bếp lửa bằng đồng ở ngoài để sưởi ấm lại thân thể đang lạnh cống, uống một cái bát canh nóng do Nhạc Nhàn dâng đến, lúc này mới nhón chân nhẹ nhàng mà đi vào phòng ngủ của Tiêu Thừa Quân. Nhìn thấy cái gương mặt ngủ say an tĩnh ở trên giường của Mân Vương Điện Hạ, tâm trí một đường buộc chặt của Lâu Cảnh nhất thời mà thả lỏng. Trăm triệu lần hắn cũng không ngờ rằng chỉ tách ra có mấy hôm thôi, chính mình tựa như mất hết lý trí, cả ngày bứt rứt không yên, đêm đến cũng rất khó ngủ, lúc nào cũng mong ngóng trở về thật sớm để nhìn thấy y. Lâu Cảnh cúi người hôn hôn lên gương mặt ấm áp kia, thầm nghĩ,
Ngày mai Mân Vương Điện Hạ mà tỉnh dậy, thấy hắn đang ngủ bên người, không biết sẽ lộ ra cái biểu tình nào đây. Nhất định là rất thú vị. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi mà xốc chăn lên, đang muốn chui vào, lại bỗng nhiên ngơ ngẩn cả người. Bên dưới chăn, nguyên bản là nơi hắn vẫn thường ngủ, có một cánh tay thon dài vắt ngang, đang vô thức mà chậm rãi vuốt ve ở trên mặt sàn đan. Một cái cảm giác vừa đau vừa mỏi lại vừa ngọt ngào chợt nảy lên trong tim. Lâu Cảnh nắm chặt cái bàn tay kia, xoay người lên giường, kéo Mân Vương Điện Hạ vào trong lòng, một đường bôn ba lao lực, thật là vạn phần đáng giá. Động tĩnh quá lớn khiến cho Tiêu Thừa Quân bị đánh thức, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Ngủ đi, không việc gì đâu. Lâu Cảnh hôn hôn lên môi của Tiêu Thừa Quân, bàn tay thì nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng y, nhỏ giọng mà dỗ dành. Mới vừa rồi còn mơ thấy Lâu Cảnh trở lại, hiện tại đang nửa tỉnh nửa mơ, Tiêu Thừa Quân có chút không phân biệt được rõ ràng. Đôi mắt nửa mở mà nhìn thoáng qua bên cạnh, liền khép lại. Nhiệt độ bên người thật thoải mái, khiến y nhịn không được mà nhích sang thêm chút nữa. Cái mũi cũng thoáng ngửi được cái mùi vị của băng tuyết hòa trong cái nội xa mềm mại. Khí tức quen thuộc, mang theo mùi tuyết tan, đem cảnh trong mơ đưa đến miền Bắc, nơi mà Tiêu Thừa Quân chưa từng được đi đến, mà chỉ nghe Lâu Cảnh nhắc tới. Đó là đại mạc rộng mênh mông, một ngày phóng ngựa đi ngàn dặm. Nếu có một ngày, y có thể cùng Lâu Cảnh sống vai thúc ngựa, một đường chạy thẳng từ Giang Nam đến Đại Mạc, thì cũng coi như là không uổng cuộc đời này. Tiêu Thừa Quân vừa ngủ, vừa hơi hơi mỉm cười, cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp, luyến tiếc, không muốn tỉnh dậy. Còn vài ngày nữa là đến năm mới, trong triều không có đại sự gì, nhưng những việc vụn vặt thì vẫn phải kết thúc cho mấy ngày tới. Chính vì vậy mà Thuần Đức Đế vốn là một người rất ngại phiền tối, nhưng hiện giờ cũng không thể không gọi Thượng Thư Tỉnh và Trung Thư Tỉnh về Thượng Thư Phòng, thắp đèn bận rộn từ sáng đến tối. Thời gian lâm triều được sửa lại thành 3 ngày một lần, nhóm quan viên cũng phải vội vàng xử lý việc cuối năm trong nha môn cho ổn thỏa. Hôm nay là ngày 20 tháng Chạp, vì không phải là ngày vào triều, nên An Thuận cũng không đến giờ mà kêu cửa, bởi vậy Tiêu Thừa Quân cũng có thể thoải mái mà ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Mà chủ nhân còn chưa thức dậy, hạ nhân trong phủ cũng tự nhiên không dám bước vào đây để quét tước, tránh để làm phiền người đang trong mộng đẹp. Sau khi tuyết ngừng rơi, bầu trời liền trở nên quang đãng, ánh nắng chiếu lên tầng mây động thật dày bên ngoài cửa sổ, càng phát ra ánh sáng. Tiêu Thừa Quân từ từ mở mắt ra. Vào mùa đông, trong phòng thường đốt than sưởi nên trướng màn trước giường không được kéo lên, vì thế y phải hơi nheo nheo mắt một lát mới hoàn toàn thích ứng được cái ánh sáng xung quanh. Lúc này Mân Vương Điện Hạ mới giật mình phát hiện, hóa ra bản thân không có ngủ ở trên gối đầu mà đang ngủ lên ở một cánh tay rắn chắc. Đây không phải là mơ. Tiêu Thừa Quân nhìn cái gương mặt xinh đẹp không chút tì vết nào ở trước mắt, nhất thời hiểu được cái cảm giác người vừa bước ra khỏi cửa liền nhặt được nén vàng giữa phố là như thế nào. Quả nhiên là mặt mày đều tươi hớn hở. Vốn nghĩ ngày mai người này mới có thể trở về, vốn tưởng rằng hôm nay mình sẽ ngồi ngốc ở trong phủ cả ngày. Mân Vương Điện Hạ chậm rãi mà đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve cái quần thâm quanh mắt của Lâu Cảnh. Trời giá rét thế kia mà chẳng phân biệt được ngày hay đêm chạy đi, thật sự là quá mệt mỏi rồi. Mình đụng vào như vậy mà vẫn không đánh thức được hắn. Tiêu Thừa Quân than nhẹ một tiếng, có chút đau lòng, nhõm người đi qua, hạ lên môi Lâu Cảnh một cái hôn thật khẽ. Người có đôi môi mỏng thường là người bạc tình, bởi vì tình quá ít nên chỉ có thể dành cho một người duy nhất, ngoại trừ người đó ra, tuyệt không có thể chứa bất kỳ ai nữa. Tiêu Thừa Quân chậm rãi mà phát họa cái cặp môi mỏng kia, trong lòng khẽ nổi lên một cái cảm giác thỏa mãn khó tả. Lâu Cảnh bị cái cảm xúc tốt đẹp này mà đánh thức, cũng không có mở mắt ra, trực tiếp đè lại cái đầu đang hôn trộm mình, làm sâu sắc thêm cái nụ hôn này. Đầu tiên là Tiêu Thừa Quân có chút giật mình và hoảng sợ, nhưng sau đó chợt yên tĩnh lại, kiên tâm cùng hắn thân thiết, miệng lưỡi sao truyền, chỉ đơn giản là quấn quýt, thế mà so với ngày thường hoàn hảo còn muốn triền miên hơn rất là nhiều. Không cần ngôn ngữ, chính là đụng vào như vậy, nhẹ mút,
liền như nói ra hết toàn bộ cảm xúc của những ngày tương tư. Nụ hôn thật dài cuối cùng cũng chấm dứt, hai người đều có chút khó thở. Lâu Cảnh dùng trán của mình cọ cọ vào trán của Tiêu Thừa Quân. Có nhớ ta không? Sao ngươi về sớm vậy? Tiêu Thừa Quân không đáp, hỏi ngược lại. Bên ngoài vừa giá vừa rét, làm sao so được với ổ chăn ấm áp của điện hạ? Lâu Cảnh làm bộ bất đắc dĩ mà nói. Hại ta mấy đêm liền không ngủ ngon giấc, đành phải ráng trở về cho sớm. Tiêu Thừa Quân nghe vậy nhìn không được mà mím môi cười khẽ. Mặc dù lời này rất dễ nghe, nhưng lại không thể nghe nhiều, nếu không nhất định sẽ bị Lâu Cảnh nói tiếp những lời khiến cho người ta cảm thấy thẹn thùng. Mân Vương Điện Hạ nghĩ như vậy, dịch người trượt xuống khỏi cánh tay của Lâu Cảnh, tựa đầu lên gối, hỏi tiếp. Đổi thương sao xong hết rồi chứ? Lâu Cảnh mua thương sao là dùng giá 1 đồng để đổi 1 thương sao, chỉ đổi theo tiêu chuẩn 8/10. Đến Tấn Châu đổi Diêm Dẫn lại đổi theo tiêu chuẩn quy định. Phải làm loại buôn bán này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đã đổi xong hết rồi. Lâu Cảnh biết cái da mặt của Mân Vương Điện Hạ vốn mỏng, thấy tốt liền thu lại cái vẻ mặt trêu chọc, nghiêng người ghé sát vào đầu của Tiêu Thừa Quân, cùng dùng chung một cái gối đầu. 1 2 thương sao, 1 múa dẫn, vốn định chế rồi, không sửa được. Đây là luật pháp định ra, đã là muối thì không bao giờ được ép giá. Muối trong tay hắn đều phải quy định đổi ra Diêm Dẫn, đổi với ai thì cũng như nhau, chỉ là xem ai sẽ có hậu hơn thôi, mặt mũi ai lớn hơn mà thôi. Thế lực của Lâu Gia ở Tấn Châu như là vô địch, huống hồ phần đại lễ mà Lâu Cảnh đưa ra lại không chút hàm hồ chút nào. Tự nhiên sẽ làm cho viên quan quản lý mối kia vô cùng cao hứng. Mấy vạn lượng bạc hắn bỏ ra mua thương sao đều đổi sang Diêm Dẫn cả. Người đổi một lần này chẳng phải đã đem hết đổi sạch vỡ múa Tấn Châu rồi sao? Tiêu Thừa Quân hơi nhíu mày. Cái loại mua bán này mà lật tay một cái là có thể kiếm được tiền, nhưng nhất định là không ít người luôn nhìn chằm chằm vào. Mà huống chi mấy cái người cấu kết với quan phủ để kinh doanh cái loại mặt hàng này, có người nào mà không quyền không thế? Lâu Cảnh làm như vậy chỉ sợ là sẽ chịu phải tai họa. Sao có thể? Lâu Cảnh cười khẽ, cong người rụt lui phía dưới, đem mặt chôn vào lồng ngực của Mân Vương Điện Hạ. Quan viên quản lý muối ở Tấn Châu ấy hiện giờ đang quản lý muối của cả 3 tỉnh Tây Bắc cơ mà. Trong tay hắn không chỉ có 1 vựa muối ở Tấn Châu thôi đâu, hơn 30 vạn muối dẫn thì đã nhầm mò gì? Tiêu Thừa Quân hơi hơi vuốt cằm, sờ sờ cái đầu đang cọ lọn trong ngực. Y học thuật làm hoàng đế từ nhỏ, đối với thủ đoạn kiếm tiền kinh doanh này thì biết rất ít. Nhưng là y cũng biết muốn phú quý thì phải mạo hiểm, loại kinh doanh nào cũng béo bở thì phải chịu mạo hiểm càng lớn. Bất quá nếu Lâu Cảnh nói không quan trọng thì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Nửa đêm hôm qua, Lâu Cảnh trở về đến kinh thành thì vào thẳng phủ Mân Vương. Những người khác đều không biết hắn đã trở về, cho nên có thể tranh thủ một ngày để nghỉ ngơi thoải mái. Còn việc buôn bán, việc ở Bắc Nha đều không cần chú ý tới. Vừa vặn ngày hôm nay, Tiêu Thừa Quân cũng không cần phải vào triều, vì thế hai người liền làm tổ ở trên giường, vui vẻ mà nói chuyện phiếm. Khi còn bé, ta hay cùng tổ phụ chơi trò ném tuyết. Hắn thường nắm cả tảng tuyết bự, lại toàn là nhắm vào mông ta mà ném. Đã thế, ném phát nào là chuẩn phát ấy, lực đạo lại mạnh không thôi. Lần nào cũng dính chưởng của ta rồi lại ngã chúa vũ xuống mặt đất. Lâu Cảnh bĩa môi, nhớ lại những cái viên tuyết to vật vã do Gia Gia ném tới, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, muốn so so cái mông tội nghiệp của mình. Tiêu Thụ Quân nhìn không được mà cười ra tiếng. Cũng không sợ đem ngươi đập hư hả? Hắn mới không sợ đâu. Lâu Cảnh hừ hừ. Ta ném như thế nào cũng không trúng. Thế là thời dịp Gia Gia không chuẩn bị, ta liền nhét thẳng một cái nắm tuyết vào trong cổ áo của hắn. Lúc nắm tuyết là không được nắm chặt, nếu không Gia Gia sẽ túm ra ngay. Tốt nhất là cứ vo nhẹ mà thôi. Khi vào trong áo liền bỏ tung ra, sau đó sẽ nhanh chóng tan chảy. Lúc Hoàng Gia Gia còn tại thế cũng từng mang ta đi ngắm tuyết.
Tiêu Thụ Quân nghe Lâu Cảnh kể chuyện liền cười đến hai mắt cong cong, chợt nhớ đến cái chuyện hồi bé. Khi đó Hoàng Gia Gia đến kiểm tra công khóa của ta, đúng lúc ta đọc sách cả đêm, tinh thần rất uể oải. Hoàng Gia Gia không có trách phạt, còn cho ta nghỉ một ngày, dẫn ta đến Ngự Hoa Viên mà ngắm tuyết nữa. Cho đến tận bây giờ, Tiêu Thụ Quân vẫn còn nhớ rõ từng lời nói lúc ấy của Dạ Tông Hoàng Đế. Hắn nói, ngươi nhìn xem, tuyết động trên cây mai này đến 3-4 đốt tai. Nếu một đêm tuyết lớn thì chắc chắn sẽ bẻ gãy cái cành cây mai mỏng như thế này. Chỉ có tuyết nhỏ tích tụ thành đại thì mới có thể lâu dài. Ngoài cửa sổ, tuyết đã không còn rơi nhưng trời vẫn rét lạnh như trước. Còn ở trong phòng thì lại là một mảng ánh cúng vui vẻ. Cái gọi là tình đầu ý hợp, đó là chẳng sợ chỉ nói vài chuyện linh tinh vụn vặt, mà chỉ cần được ngồi bên nhau là cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Hai người ở trong phủ lười nhác cả buổi, đến giờ ngọ thì dùng cơm trưa, sau đó thì thừa dịp trời nắng ấm mà đi sang sân nghịch tiết. Lâu Cảnh đắp hai cái quả tiết thật lớn, đánh một cái con thỏ tuyết mỏm mỉm đang mím môi, cụp tay với cái vẻ mặt ngơ ngác. Mỗi năm dịp năm mới, mẫu thân thường làm bánh bột hấp hình con thỏ rất đáng yêu cho ta, bên trong còn bỏ thêm sữa bò, ăn rất ngon. Tiêu Thụ Quân nhìn cái con thỏ tuyết tròn vo kia không khỏi mỉm cười. Vậy năm nay ta bảo người trong phủ làm cho ngươi một lòng bánh nhé. Đầu bếp trong phủ Mân Vương chính là ngự trù trong cung, điểm tâm nào cũng có thể làm, huống chi chỉ là một cái bánh bột. Lâu Cảnh nghe vậy thì ánh mắt đột nhiên sáng rực. Ta đón năm mới ở đây nhé, nhất định không về bên kia đâu. Ngày kế, Lâu Cảnh đi đến phủ Tả thừa tướng. Kỳ thật là một cái trăm anh thái tộc, căn bản là không có nhiều giao tình với bên quan văn, nhưng Lâu Gia và Triệu Gia vẫn luôn qua lại với nhau khá thân thiết từ nhiều năm nay. Bởi vì nguyên quán của Triệu Gia là ở vùng Việt Châu, Giang Nam và gia tộc này cũng đều làm chút mua bán muối. Mà tổ phụ của Lâu Cảnh lại đồng lõa với Triệu Gia trong việc này từ lâu, cho đến tận bây giờ, mối quan hệ này vẫn chưa từng thay đổi. Cũng bởi vì thế mà Lâu Cảnh và Triệu Hy liền quen biết nhau từ nhỏ. Dù Giang Nam làm được muối, nhưng Diêm Vẫn lại vẫn luôn thiếu. Bởi vì người đến nạp lương để đổi thương sao rất nhiều, mà người muốn đổi thương sao sang Diêm Dẫn còn nhiều hơn. Huống chi, việc đổi Diêm Dẫn lại do triều đình quản lý, muốn đổi cũng không dễ. Triệu Gia là một gia tộc có danh vọng ở vùng Giang Nam, còn nhiều thế hệ làm quan, tự nhiên cũng có chút phương pháp để đổi Diêm Dẫn từ các châu khác. Triệu Hy nhìn thấy Lâu Cảnh tới lấy sổ sách, một lúc lâu mới phun ra được một câu, lần này ngươi trúng lớn rồi. Diêm Dẫn nói trắng ra đây chính là mặt hàng do triều đình chiếm giữ, bằng chứng là mối bị chi phối ở các kho, vựa thì thuộc về triều đình. Nếu không có Diêm Dẫn thì chính là buôn lậu muối, bắt được là chém đầu. Một Diêm Dẫn là 400 cân muối, nhưng ấn theo tiêu chuẩn để đổi thì một thương sao lại tương đương với một Diêm Dẫn có khối lượng 200 cân và giá trị của nó là nửa lượng bạc. Nếu đặt trong cửa hàng bán lẻ, 400 cân muối này có thể bán tới giá 12 lượng. Trên cơ bản thì đây là một cái việc kinh doanh một vốn bốn lời. Cho nên khi rời khỏi phủ nha thì Diêm Dẫn này không bao giờ được bán đúng giá là nửa lượng bạc. Có thể nói muối chính là mặt hàng kinh doanh đem lại lợi nhuận kích xù mà không bao giờ lo lắng sợ bị lỗ. Huống chi Lâu Cảnh còn mua Diêm Dẫn với giá một tiền bạc. Tam bá của Triệu Hy là người quản lý việc lặt vặt trong kinh. Lần này Lâu Cảnh tới đây chính là để tìm cái vị lão tam này. Cho nên hắn mới lớ ngớ mà lơ Triệu Hy đang lăng xăng hô to gọi nhỏ xung quanh, mà chỉ chăm chú tiếp chuyện với tam gia. Ngài xem khoảng bao lâu thì có thể bán hết ạ? Triệu tam gia trầm ngâm suy nghĩ một lát. Trước đây Lâu Cảnh đã nói với hắn về chuyện này. Hắn cũng đã từng dự đoán nếu thiếu niên nho nhỏ này có thể đổi được khoảng 3 vạn muối dẫn thì cũng rất không tồi. Thật không ngờ lần này hắn có thể đổi được hơn 30 vạn. Nếu chỉ để thương nhân trong kinh thành tham gia thì chỉ sợ sẽ nuốt không trôi, chi bằng đưa đến Việt Châu đi. Còn tiền thì chắc chắn là chưa thể thu hồi trước năm mới được đâu, ít nhất cũng phải tầm tháng 2. Thương nhân ở Giang Nam rất nhiều,
Nếu muốn mua muối cũng nhiều, đương nhiên dễ bán hơn so với kinh thành. Lâu Cảnh gật gật đầu, chỉ cần có thể thu hồi được trước trung tuần tháng 2 là được rồi. Vậy giá cả thì vẫn ấn theo trước kia đi. Muối này ở lợn Tấn Châu, phí chuyên chợ cũng không phải là nhỏ, để giá cao quá thì lại sợ là không bán được. Tam gia hơi hơi vuốt cằm, tỏ ra khó xử mà nói. Một dẫn bán được 2 lượng thì cũng không phải là thấp, Tam bá định ra giá cho ta một cái là được. Cảnh rất cảm ơn. Lâu Cảnh thành khẩn mà cười nói. Tam gia sâu sắc mà nhìn Lâu Cảnh một cái, thầm nghĩ, thế tử An Quốc Công này quả thật là do một tài lão An Quốc Công bồi dưỡng lên, làm việc lẹ làng, ra tay quả quyết, nói chuyện lại cẩn thận, rất đáng tin cậy. Không khỏi âm thầm mà gật đầu, lấy ra một tờ giấy, viết lên giấy một cái biên nhận trao cho Lâu Cảnh. Lâu Cảnh cũng không có thoái thác, giao muối dẫn cho Tam gia, cầm lấy giấy biên nhận và tiền đặt cọc. Sau khi số muối trong kinh được bán xong, ta sẽ kêu người đem tiền tới Chu Tước Đường. Bàn bạc xong, Tam gia hướng Lâu Cảnh chắp tay một cái, đứng dậy rời đi. Triệu Hy thấy Tam bá đi rồi, liền dán lại đây, hào hứng mà hỏi, ta nói này, ngươi vừa kiếm được một khoản kết xù như thế, có phải nên tặng ta một cái gì đó gọi lấy mai hay không? Lâu Cảnh nhìn hai mắt ranh mảnh lại không mất đi vẻ sạch sẽ của Triệu Hy, không khỏi cười khẽ. Triệu gia là nghiệp quan tách ra, người có công danh cao thì ra ngoài làm quan, người có công danh thấp thì phụ trách kinh doanh sản nghiệp của tổ tiên, cho nên Triệu Hy được tiếp xúc rất ít với cái chuyện mua bán này. Chờ tới khi ngươi đi thi hương, thi hội, thi đình mà giật đủ các giải nguyên, hội nguyên và trạng nguyên thì ta sẽ tặng cho ngươi một món quà đặc biệt. 26 tháng chạp, vương phi của tứ hoàng tử chuyển dạ sinh một đôi long phượng thai. Thuần đức đế mừng rỡ, lập tức quyết định tổ chức yến tiệc chúc mừng vào ngày 28 tháng chạp. Trăm triệu lần, triều thần cũng không nghĩ tới tứ hoàng tử vừa mới cưới hoàng tử phi vào năm ngoái mà năm nay đã có con nối dõi, lại còn là long phượng thai thập phần cát tường. Vì thế trong đám quan viên vốn xem trọng ủng hộ tam hoàng tử liền xuất hiện một số người muốn lản ra mà đứng bên ngoài xem xét tình hình. Dù sao thì việc sinh ra người thừa kế cũng là trách nhiệm rất quan trọng của thái tử. Sở dĩ ngôi vị thái tử của Tiêu Thừa Quân không ổn định cũng là bởi vì liên quan đến cái việc y không nạp trắc phi để sớm có con nối dòng nối dõi. Mà hiện giờ tứ hoàng tử đã có nhi tử, có nữ tử, mà tam hoàng tử thì một người thừa kế cũng không. Không thể không nói, tại thời điểm này tam hoàng tử Tiêu Thừa Đạt đã mất đi tiên cơ. Hoàng thượng tổ chức yến tiệc chiêu đãi quần thần, tự nhiên nghi thức cũng là một phần bắt buộc không thể thiếu. Trước đây Lâu Cảnh vẫn chỉ nghĩ là đêm 30 Tết mình mới phải vội vã một chút, ai dè lúc này đã bận rộn đến chuẩn bị các lễ nghi trong cung của yến hội sắp tới. Bởi vậy hai ngày nay hắn đều nghỉ ngơi ở trong cung. Buổi tối ngày 28 tháng chạp, điện Lân Đức, Thuần Đức Đế ngồi trên ngai vàng, tả hữu thống lệnh của Vũ Lâm Quân đang đứng đầu hai bên, dưới nữa là 24 cấm vệ quân nghiêm túc cầm binh khí mà bảo hộ xung quanh. Cụ tấu nhạc chương, chung cổ tề minh, quần thần lẳng lặng mà ngồi ở các bàn thấp ở hai bên sườn đại điện, sơn hào hải dị, ngọc dịch quỳnh tương, nhiều đếm không xuể. Tiêu Thừa Quân là thân vương, đồng thời còn là trưởng hoàng tử, vị trí thái tử vẫn chưa được lập, tự nhiên y vẫn ngồi vị trí trước nhất. Tam hoàng tử ngồi ở phía dưới, sau đó là đến tứ hoàng tử. Sao gần đây không thấy đại hoàng tử ra ngoài đi dạo một chút? Đại yến bắt đầu, tam hoàng tử Tiêu Thừa Đạt buồn tẻ nhìn thoáng qua cái nhóm cung nữ đang nhảy múa. Hôm trước đệ đệ nhận được một cái vũ nương Tây Vực rất xinh đẹp, còn đang nghĩ sẽ đưa tặng nàng cho huynh trưởng. Mặt không hề đổi sắc, Tiêu Thừa Quân đưa tay nhấc cái chén rượu lên mà chậm rãi nhấp một ngụm. Ánh mắt thì lại phiêu về hướng một người đang đứng ở bên trái ngai vàng. Người nọ đeo bội đao bên hông như một cây tùng xanh vững vàng, đứng thẳng trong gió. Đúng là tả thống lĩnh tướng quân Lâu Cảnh. Lâu Cảnh cảm thấy được cái ánh mắt của Mân Vương Điện Hạ, liền chớp chớp mắt với y. Trên mặt vẫn giữ nguyên cái vẻ nghiêm trang như ngọc, không có gì thay đổi như trước.
Tiêu Thụ Quân cố nén cười. Lúc này không nhanh không chậm mà quay trở lại nhìn sang Tam Hoàng Tử, thản nhiên buông một câu: từ trước tới nay ta vốn không thích cái này, nhưng mà hoàng đệ à, ngươi cũng nên sớm nạp một cái chính phi đi thôi. Bởi vì Trần Quý Phi quá kén chọn nên đến tận bây giờ Tam Hoàng Tử chỉ mới có nạp trắc phi và thiếp thất, chưa hề nên đón chính phi. Đương nhiên người nào sáng suốt đều biết Trần Quý Phi mơ tưởng thái tử vị đã lâu, kéo dài như vậy cũng chính là để chờ cưới nam thê cho nhi tử. Chỉ là hai ngày nay bởi vì sự kiện Long Phượng thai mà Trần Quý Phi có chút sốt ruột không yên. Tiêu Thừa Đạt bị nghẹn một chút, liếc mắt nhìn thoáng qua tứ hoàng tử, trong mắt lóe lên một tia hung bạo, trong miệng lại cười nói: không vội không vội, chẳng phải đại hoàng huynh cũng chưa có chính phi sao? Nói xong hắn nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lâu Cảnh đang đứng dưới ngai vàng, vừa lướt qua ánh mắt liền dính lại ở nơi đó luyến tiếc không nỡ rời đi. Lâu Cảnh vốn là một võ tướng, bình thường hắn mặc thường phục nên cũng không thấy quá rõ ràng, chỉ thấy giống như một công tử phong lưu văn nhã, xinh đẹp như một viên ngọc quý. Nhưng một khi mặc khôi giáp vào người, toàn bộ khí thế trên người đều hiện lộ, giống như một thanh bảo kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, lưu quang giật thải, giống như thu hút hồn phách của con người xung quanh. Hơn nữa, khôi giáp dùng để thực hiện lễ nghi của Vũ Lâm Quân được làm vô cùng tinh xảo và xa hoa. Lâu Cảnh mặc nó trên người càng nhấn thêm cái vẻ đẹp tuấn lãng và bất phàm của hắn.